hạnh được gặp lại quý vị khán giả cùng bà con nông dân trong chương trình Kế hay Nông nghiệp của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị và bà con, trong chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị khán giả và bà con một số vấn đề liên quan đến kỹ thuật nuôi cá rô đầu vuông. Đây là một loài thủy sản đang được nhiều bà con nông dân lựa chọn để cải thiện thu nhập cho gia đình. Trước khi theo dõi phần tư vấn của chuyên gia về kỹ thuật nuôi cá rô đầu vuông, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả và bà con về những khó khăn của bà con nông dân đang nuôi loài thủy sản này. Tin đồn với tí gọi là nói hô giữa cá rô ăn ung thư, mà cái tôi cũng nghe tôi cũng sợ nha. Rồi đó là đây là tôi cũng mang con cá đến thí nghiệm thử có nó y vậy không, mà tôi thật sự là mấy kỹ sư nói là không có, dân đồn nhảm thôi, bà con cũng yên chí mà nuôi. Con cá rô đầu vuông này thấy dễ hơn các loại cá khác đó, nó dễ hơn là ít bệnh lắm. Lại với khi mà nước mà lỡ nước kém mà không xả được đó, thì một hai đêm mà nước nó đen thui chứ cũng bình thường không sao hết á. Thì gặp khó con cái là khi cái đầu ra mình đó, đầu ra thì do cái tin đồn vậy đó, cho nên bà con ta không dám ăn, cho nên nó mất giá. Cái ao trước thì xuất ra giá được 22.000 ký, mà cá 5 con ký đó. Còn ao kỳ sau này thì xuất ra được giá 24, mà 24 thì cái giá nó là miễn con cá rô là căng hết. Thành ra kỳ sau này thấy có giá hơn, kỳ sau này có lời, nhưng mà lời cũng meo. Mà thức ăn vì nó lên, còn cá thì nó lên không kịp với thức ăn. Thành ra gặp khó cái khâu là thức ăn đó với cái đầu ra. Còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng bà con nông dân hãy đến với phần tư vấn của chuyên gia để tìm hiểu sâu hơn về quy trình kỹ thuật nuôi cá rô đầu vuông quý vị nhé. Thế thì để mua hiểu thêm về con cá này và để giúp chúng ta làm cái ương nuôi nó có kết quả hơn thì có lẽ chúng ta cũng nên biết qua một số cái đặc điểm của nó. Thì ở đây tôi chỉ nói về cái đặc điểm dinh dưỡng, tức là cái tính ăn của cá rô thôi. Thì đối với cá rô đầu vuông, nó là một cái loài cá mà nó ăn tạp, ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau. Tức là nói một cách đơn giản, tức là chúng ta có gì thì cho nó ăn, nó đều ăn được. Nhưng mà cái thức ăn mà lớn nhanh nhất là cái thức ăn mà có hàm lượng đường cao mà bây giờ chúng ta vẫn dùng, đó là thức ăn công nghiệp. Thì cái thức ăn công nghiệp, thức ăn viên đó, nó có nhiều hãng chế tạo khác nhau, nhiều hãng sản xuất ra. Thì tùy theo điều kiện cụ thể chúng ta có thể là cho mua loại thức ăn nó phù hợp với nó. Đấy là cái thứ hai nữa là cái khả năng chịu đựng của con cá rô này rất là cao, tức là nó cũng tương tự như cá rô đồng của chúng ta. Tức là nhờ chúng ta có thể nuôi với cái mật số rất cao được, ao chúng ta có thể là ít thay nước. Và cái thứ ba nữa là cái ao nó có thể thiếu oxy nó vẫn sống được. Đấy là cái đặc tính rất quý của con cá rô đồng. Và cái thứ ba nữa là nó cũng ít bị bệnh. Tôi nói là ít bị bệnh chứ không phải là không bị bệnh. Nếu chúng ta nuôi không kỹ hay là kỹ thuật không tốt, nước dơ nó vẫn bị bệnh, nhưng mà trong điều kiện nuôi của chúng ta thì nó ít bị bệnh hơn so với một số loài cá khác. Và cái bệnh của nó thì cho đến bây giờ thì chúng ta một số những thuốc thông thường vẫn có thể trị được. Thế thì mà con cá rô của chúng ta nó có một cái đặc điểm là khi nó lớn thì nó lớn không đều nếu chúng ta cho ăn không đủ. Cái thứ hai đó là con cá cái thường lớn nhanh hơn cá đực, cho nên nếu trong khoảng thời gian đầu khoảng 3-4 tháng đầu mà chúng ta cho ăn đầy đủ thì hai con đực con cái nó lớn gần tương đương nhau. Đấy là những cái đặc điểm cơ bản của cá rô. Bây giờ chúng ta muốn nuôi cá rô tốt thì cái trước tiên tôi khuyên cá bà con nó ra phải chọn là một cái ao nuôi làm sao cho nó tốt. Thế nên như cái ao mà chúng ta nhìn xung quanh đây là về cái như cái ao này chẳng hạn là đạt yêu cầu rồi cả. Tức là gì, cái diện tích mặt khoáng nó không bị cây cối che phủ, cái mặt ánh sáng mặt trời chiếu rất nhiều. Khi chúng ta chọn được cái ao như thế rồi thì chúng ta phải tiến hành cải tạo, tức là theo bà con chúng ta phải làm lại ao. Thế nên làm lại ao thì cái bước đầu tiên chúng ta phải bơm hết nước, sau đó chúng ta vét bớt sình. Thứ ba là chúng ta dọn hết cây cỏ xung quanh. Rồi thứ tư chúng ta bón vôi. Bón vôi ở đây thì chúng ta có thể dùng vôi đá, vôi cục, chúng ta rải xuống. Thì với cái điều kiện đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta hoặc ngay tại địa phương này thì khoảng 10 kg vôi cục chúng ta rải đều đó từ trên mấy bờ xuống dưới đáy ao. Sau đó chúng ta để đó chừng khoảng độ 3-4 ngày. Rồi chúng ta 3-4 ngày chúng ta phơi ao đó. Phơi là sao cái đáy ao mà khi mà chúng ta thấy cái đất bùn ao đó mà nứt chân chim, nứt nhỏ thôi thì mới được. Thì lúc đó chúng ta sẽ lấy nước vào. Và lấy nước vào để khoảng 3-4 ngày nữa thì chúng ta sẽ thả cá. Nếu cái khâu ao đầu tiên chúng ta làm ao kỹ như vậy, đặc biệt là cái khâu rải vôi đó mà chúng ta làm kỹ như thế thì tôi đảm bảo với bà con chúng ta khoảng 3 tháng đầu chúng ta nuôi cá không bị bệnh. Bởi vì cái tính sát trùng của vôi nó rất cao. Khi mà chúng ta rải vôi xuống mức độ đó thì tất cả các mầm bệnh ở dưới đáy ao là chết hết.
Thế nên chúng ta phải nuôi khoảng 3-4 tháng sau thì nó mới có khả năng xảy ra bệnh. Thế sau khi chúng ta chuẩn bị ao xong rồi thì chúng ta bắt đầu kiếm cá về thả. Thế cá chúng ta phải cá bột thì chúng ta phải đi mua những cái cơ sở sản xuất cá giống hoặc chúng ta tự làm như anh gì đây là tự làm được. Đó rất tốt rồi. Đó. Thế thì cá bột chúng ta đi mua thì tôi khuyên chúng ta như thế này. Tức là nếu chúng ta đã mua cá bột ở nơi nào thì chúng ta nói theo cả bà con chúng ta là mua chọn ổ cái đó. Tức là chúng ta dự tính thả bao nhiêu chúng ta đặt người ta làm bằng đó. Rồi chúng ta lấy nguyên chỗ đó về chúng ta thả vào thì cái đàn cá sau này chúng ta sẽ lớn đều hơn. Bởi vì nó cùng một bầy mà. Khi chúng ta lựa được như thế rồi thì chúng ta mới tính toán là cái mật số chúng ta thả dưới ao là như thế nào. Thì cái mật độ trung bình chúng ta thả là khoảng từ 300 đến 400 con trên 1 mét vuông là vừa. Thả cao hơn 500-600 con cũng được, nhưng mà cái bầy đó nó sẽ lớn chậm hơn là cái bầy chúng ta thả 300-400 con. Nói như bà con chắc là đáng lẽ là chúng ta thu hoạch 4 tấn thì chúng ta chỉ thu hoạch 3 tấn thôi. 3 tấn. Thì bầy cá đó chúng ta sẽ lớn nhanh hơn và nó sẽ đều hơn. Thế bây giờ khi chúng ta thả xong rồi thì buộc phải cho ăn ngay. Thế thì cái ở đây con cá mà khi nó mới nở ra đấy, thì cái thức ăn mà chúng ta cung cấp cho nó thì nó ăn không được bao nhiêu. Cho nên là cái khâu mà khi chúng ta trước khi thả cá lúc đấy tôi nói là chúng ta phải để khoảng 3-5 ngày chúng ta mới thả, là lúc đó cái nước ao nó sẽ lên cái màu xanh. Màu xanh thì như nó là gì? Cái thức ăn ở trong đó nó có sẵn rồi. Thức ăn đó là những cái con động vật phù du rất nhỏ bằng mắt thường chúng ta không thấy được. Thì khi mới thả xuống thì nó con cá khoảng 2-3 ngày đầu nó ăn cái đó. Rồi sau đó chúng ta rải thức ăn xuống thì nó tùy theo cái cỡ cá và chúng ta rải cái loại cái hạt thức ăn nó khác nhau. Thế cái thức ăn công nghiệp bây giờ thì nó rất nhiều hãng làm, và hãng nào thức ăn của hãng nào nuôi cũng được. Nhưng có điều chúng ta nên nhớ như thế này, khoảng 2 tháng đầu là chúng ta phải cho ăn cái thức ăn mà có hàm lượng nhựa cao một chút, tức là nó khoảng từ 30, 35 hoặc 40. Bởi vì cái thời gian này là thời gian con cá nó cần rất nhiều chất dinh dưỡng để nó lớn rất nhanh. Nó lớn nhanh mà thời gian này mà nó thiếu thức ăn một chút là nó sẽ lớn chậm lại, nó sẽ lớn chậm. Thế lúc đầu là chúng ta cho ăn cái hàm lượng đạm cao một chút. Thế thì cứ sau đó cứ có khoảng 10 ngày chúng ta giật xuống một chút, 10 ngày chúng ta giật xuống một chút. Thế như vậy là gì? Giật xuống như thế là gì? Ví dụ như là 2 tháng đầu chúng ta cho ăn khoảng 35% đạm. Thì sau đó chúng ta rút xuống còn 30. Rồi 10 ngày sau hoặc 15 ngày sau nó rút xuống còn 25. Bởi vì thức ăn đạm thấp thì thức ăn cái tiền đầu tư cho một ký thức ăn nó sẽ thấp hơn, từ đó con cá chúng ta sẽ giảm được chi phí. Thế thì ở đây chúng ta như thế này. Nếu mà chúng ta cho ăn với thức ăn công nghiệp thì chúng ta lưu ý này. Đừng nên ăn quá no. Đáng lẽ vì giả sử cái ao đó ăn hết 2 bao thì chúng ta ăn 1.5 bao thôi. Bởi vì nếu mà cái thức ăn công nghiệp nó khô rồi, nó vào trong ruột con cá, nó trương, nó nở ra, nó đẩy hết cái thức ăn ra. Nó đẩy hết thức ăn rồi phía sau ra ngoài ao chúng ta mau dơ lắm. Cho nên là chỉ ăn chừng 3/4 cái lượng mà nó có thể ăn được. Thì chúng ta vừa giảm được lượng chi phí thức ăn mà vừa giảm được cái mức độ là ao nó lâu bị dơ. Thế thì trong quá trình chúng ta ăn như thế, chúng ta cứ quan sát là đối với các con thì chúng ta không nên hạn chế số lần cho ăn trong ngày. Có thể ăn 3-4 lần nhưng mà cần phải theo dõi nó ăn hết bao nhiêu thì chúng ta rải bấy nhiêu. Chứ đừng nên cho ăn đồ ảo cái chúng ta không kiểm soát được, đúng không? Thế thì ở đây mấy anh nuôi cá biết rồi. Và khi mình cho ăn như vậy rồi thì mình vừa kiểm soát được nước, vừa kiểm soát được lượng ăn dư thừa. Và đồng thời trong quá trình cho ăn chúng ta quan sát xem cái hoạt động con cá ở ao như thế nào. Nếu như mà trong quá trình chúng ta cho ăn mà chúng ta thấy quan sát và thấy cá nó đi mé bờ này mà nó đi không thành đàn, là cái bầy cá chúng ta nó có trục trặc rồi đó. Cá khỏe bao giờ cũng đi ở dưới ao chứ không bao giờ đi mé bờ đó. Thì khi chúng ta thấy mà có một số lượng cá nhất định đi mé bờ thì lúc đó chúng ta phải tìm cách chúng ta xử lý liền đó. Thế với cái cách nuôi như bà con chúng ta hiện nay, tức là dùng thức ăn công nghiệp với hàm lượng đường cao và theo cái cách chăm sóc tùy theo kinh nghiệm của từng người, thì cái thời gian nuôi cá rô đầu vuông này thì nó dao động khoảng 4 tháng hoặc 4,5 tháng là chúng ta có thể xuất bán được rồi. Thì lúc đó nó vào khoảng độ bình quân là khoảng 5 con một ký. Tôi xin hỏi thầy thêm câu chuyện mà cái con cá rô mà từ ngày mà thả cá giống xuống. Ví dụ thả cá xuống tới 5 tháng thì mình thu hoạch, nhưng mà trong khi đó là khoảng chừng 3 tháng là cái con cá nó phát bệnh nó chết đấy, là sao thầy? Nuôi nó lớn lên chừng 3-4 tháng sau á thì nó phát bệnh, thì nó có nhiều nguyên nhân. Cái thứ nhất là cái nước ao của mình nó dơ. Cái thứ hai là thức ăn không đủ chất nha, cho nó không đủ chất. Và thứ ba là cho ăn có khi không đủ nữa. Và thứ tư nữa là do cái thời tiết nó thay đổi đột ngột, sáng nắng chiều mưa gì đó, thì những cái đó nó tác động đến cái con cá, thì những cái con cá yếu thường là bị bệnh. Chúng ta ngừa
ngừa bằng cách là gì? Cứ định kỳ khoảng 10 15 ngày chúng ta rải vôi dưới ao một lần. Hoặc chúng ta dùng một số cái hóa chất xử lý nước bây giờ mà nó bán ở mấy cái công ty, ở mấy cái cửa hàng thuốc và thuy thủy sản nó nhiều lắm. Thứ nào dùng cũng được. Đó. Mà thường thường là chúng tôi thường dùng BKC nhiều hơn. Và sau này thì dùng thêm fresh water. Thì những cái thứ đó là cái thứ mà xử lý nước rất tốt. Xử lý nước rất tốt, nó phóng sát trùng nước, nó giúp cho những cái sinh vật và những cái vi khuẩn gây bệnh cho cá ngoài nước bị diệt đi thì con cá nó sẽ khỏe hơn. Chứ còn nếu anh đã để tới nó mắc cái bệnh năm nhất rồi thì chữa trị vừa khó, thứ hai là thời gian lâu và thứ ba là con cá nó không lớn. Cho nên là trong quá trình mình nuôi cái tốt nhất là mình ngăn ngừa cho tốt. Thì xin hỏi thầy, vừa qua rồi có những cái tin đồn mà nói là con cá rô này ăn bị bệnh ung thư đó thầy. Nhưng mà sự thật ở đây nuôi thì mình ăn không thấy gì hết. Nhưng mà cái tin đồn vậy đó, thầy giải thích dùm cái phần đó thầy. Thì chúng ta thấy như thế này này. Bây giờ cái chuyện đồn mà con cá rô ăn bị ung thư thì không phải là cái chuyện hiếm, phải không? Bởi vì trước đây bà con chúng ta cũng từng đang nghe là sẽ ăn cá rô bị cồi, cá rô phi bị cồi, rồi cá kèo bị cồi, vân vân. Thế bây giờ trong cá rô đò, cá rô ăn bị ung thư thì tôi khẳng định như thế này. Con cá rô đồng là con cá mà chúng ta nua, con cá nó có nguồn gốc tại chỗ của chúng ta đây từ cái đời nào tới giờ rồi, bà con chúng ta ra đồng không sao. Cái thứ hai nữa, khi bây giờ chúng ta làm ra, chúng ta nuôi theo một quy trình kỹ thuật ổn định và cái thức ăn mà chúng ta mua về cho ăn là của các cái hãng, của các cái nhà máy, các xí nghiệp, nó được kiểm tra rất kỹ cái đầu vào, đúng không? Tức là thức ăn đó có thể nói là thức ăn rất bổ dưỡng, cho nên là chúng ta nuôi cá nó mau lớn. Chứ ăn nó không ảnh hưởng gì, tôi khẳng định là con cá rô nó không ảnh hưởng gì tới sức khỏe con người hết. Bởi vì nếu bị ung thư thì chúng tôi là những người làm nghề cá đó, ung thư chết hết từ lâu rồi. Thì tôi khẳng định là con cá rô chúng ta ăn không ảnh hưởng gì tới sức khỏe con người cả. Tân Thành.